Xin chào các bạn. Sau một thời gian khó khăn thì mình đã dọn về quê để sinh sống luôn rồi các bạn. Ở đây là cái khung cảnh ở dưới quê xung quanh nhà mình. Mình cũng đã trồng được một mớ rau và nuôi được một ít cá. Đây là cái hồ cá nuôi bảy màu của mình. Mình mới set up thôi các bạn. Còn đây là cái khu để mình trồng rau. Mình có trồng rau muống với rau găm rồi. Đó các bạn, đây là cái rau găm của mình. Để mình quay cái khung cảnh ở vùng quê mà mình đang sống. Đây các bạn, phía sau mình là có một cái con sông. Cái bồn này là bồn trữ nước của nhà mình, phòng cho nó cúp điện, cúp nước gì đó, là còn có nước để xài. Mình rất là thích cuộc sống ở dưới nông thôn, nó rất là yên bình. Trong cái video này mình sẽ làm cái mô hình trồng mướp và nuôi ốc trong bể bạc. Mình làm cái mô hình mini để nuôi chơi thôi các bạn. Để mình quay cái con sông ở phía sau nhà mình cho các bạn coi. Ở phía sau nhà mình cũng có trồng đủ thứ hết. Đây là cái bụi lá dứa các bạn. Cây dứa thơm á. Lá nó dùng để làm rau câu hay là nấu cháo. Rất là thơm. Nhà mình có trồng hai cây dừa ở phía sau nữa. Mình ở Tiền Giang nhưng mà trồng cũng rất là nhiều dừa. Đâu đâu cũng là dừa. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái giàn mướp. Các bạn theo dõi nha. Mình đã trồng mướp và làm cái giàn lưới cho mấy cây mướp nó leo bò lên. Còn vợ mình đã trồng xong mấy cái cây cúc để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Còn đây là mấy cái cây hoa loa kèn mini cũng của vợ mình trồng luôn. Nó ra hoa rất là đẹp. Còn ở đó là cái thùng để cho mấy cây mướp. Mình trồng vô ba cây mướp.
cho nó leo lên hai cái lưới luôn các bạn. Còn đây là cái bụi bạc hà của mình. Cái khu này mình sẽ làm cái hồ bể bạc để nuôi ốc. Tiếp theo mình sẽ làm cái hồ bể bạc để nuôi ốc bươu đen. Nếu mà thành công thì mình sẽ mở rộng cái mô hình này ra để nuôi ốc. Để làm cái hồ bể bạc thì mình có chuẩn bị một số cái cây trúc để mình làm cái khung, và một số dụng cụ mình giữ cố định cái khung đó lại. Đây là mấy cây trúc của mình đã đốn đem về chuẩn bị sẵn. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái hồ bể bạc mini để nuôi ốc bươu đen. Các bạn theo dõi mình làm nha. Thank you.
Đây là cái hồ bể bạc nuôi ốc của mình sau khi hoàn thiện. Sau 7 ngày rồi nước nó đã trong rồi các bạn. Mình có thể thả ốc bươu giống vào. Mình có trồng thêm một cái hồ. Đây là hồ bông súng và bông sen nha các bạn. Đó. Sau này nó nở ra rất là đẹp. Còn đây là số ốc giống mình chuẩn bị thả. Bên phải là số ốc mà mình để ăn. Còn bên trái là số ốc mà mình để nuôi. Mình lựa ra mấy con bự bự để cho nó mau đẻ. Mình có mua ốc lát với ốc bu nữa. Do số lượng nó ít quá nên phải mua hai loại các bạn. Trước khi thả ốc giống vào hồ mới thì mình cần làm một số thủ tục nha các bạn. Đây là cách của mình. Mình sẽ để cái thao ốc giống vào trong cái hồ mà mình chuẩn bị nuôi. Trong thao ốc thì các bạn múc một ít nước từ cái hồ mới á, múc vô trong cái thao cho ốc nó quen với cái nước của môi trường mới. Và để cái thao như vậy thì ốc nó sẽ quen cái nhiệt độ nước của môi trường mới dần dần. Các bạn ngâm ốc khoảng 1 giờ đồng hồ rồi các bạn thả ốc vào môi trường mới. Sau 1 giờ mình quay trở lại nè các bạn, chìm xuồng rồi. Mấy con ốc nó làm cho cái thao nó chìm xong tụi nó tự bơi ra ngoài luôn. Giờ mình sẽ thả tụi nó ra ngoài cái hồ mới. Mình thả vào nuôi rất là nhiều các bạn, khoảng 2 kg ốc, gồm ốc lát với ốc bu. Nuôi mấy con ốc bu này cũng khá là dễ các bạn, chỉ cần nuôi nó ở nơi mát mẻ, không có nắng gắt, nước chỉ cần vừa thôi, chỉ cần khoảng 20 cm trở lại, không cần quá cao. Thức ăn của nó là mấy cái rau củ hoặc là trái cây. Nó có ăn bèo nữa, bèo nào nó cũng ăn hết. Đây, nên nuôi nó không có tốn nhiều chi phí. Nó ăn lá bạc hà, lá đu đủ hoặc là lá sen. Như vậy mình đã làm xong cái hồ bể bạc để nuôi ốc và trồng rau tại nhà. Một cái mô hình nhỏ nhưng cũng rất là tiện lợi. Vừa có thể trồng rau, nuôi cá, nuôi ốc. Và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ. Mình sẽ cập nhật cái khu vườn của mình ở những video sau. Xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo của mình.